nào luôn á. Một mình chiều nay em nói nhỏ gặp đá bay. Xin cường nhớ chị Huy. Đây để ý tâm đây. Ở ngoài, ở ngoài đây gì đó hỗ lộn trong 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 cái gì trong điện thoại cái gì. Đây là Lê Xuân Cường, Lê Xuân Cường TV nha. Lê Xuân Cường TV tại nhậu tại Lê Xuân Cường TV. À, tại nhậu tại Lê Xuân Cường TV. Chị Tâm Cường. Ờ. Cái này đâu dính Quang Quyền không? Không. Ờ, không dính Quang Quyền nha. Đang thoải mái. Đang bình thường kênh gì đâu mà. Ok.